tôi sẽ nói về cái phản ứng thế của hóa hữu cơ. Thì đối với cái alken á, là chúng ta đang học đến alken lớp 11 á, thì cô sẽ đi theo cái chương trình là nó đến alken thì nó có cái phản ứng mà đặc trưng, phản ứng quan trọng nhất của alken đó là phản ứng thế ha. Thì đầu tiên cô cũng ôn lại cho mấy con là cái công thức cấu tạo của từ C1 đến C5 của alken. Alken thì có công thức tổng quát là CnH2NO2. Từ C1 tới C5 tức là N bằng 1 cho đến N bằng 5. Thì trong cái phần mà yêu cầu cận đạt thì chúng ta chỉ làm đến nhiêu đó thôi đúng không? CH4. Rồi CH4 thì nó là 1C4 cái H liên kết đơn như thế này. Vậy thì cái liên kết đơn mình biết nó rất là bền, cho nên khi tham gia vẫn thế á, thì là nó sẽ không có bị đứt ra mà nó chỉ bị thế chỗ của H thôi. Thì ở đây ví dụ như có 4H thì nó có thể thế lần lượt từng H ha. Thì anh này là đơn giản nhất, thì chúng ta sẽ thế cho thế, ví dụ như thế với CL2 đi. Đó, có điều kiện ha. Thế thì phản ứng thế thì điều kiện là ánh sáng ha, ánh sáng. Thì khi mình thế đó thì nó sẽ thế, ví dụ như CL thì nó tương đương với H. Tại vì CL quá trị 1 mà H cũng quá trị 1, cho nên hai đứa nó tương đương, nó có thể đổi chỗ cho nhau. Thì mình thế một đứa thôi, tỷ lệ 1:1 thôi ha. Thì mình ví dụ như mình thế thằng này ha, thì 3 đơn H còn lại là vẫn còn. Vậy thì mình có thể là viết lại là C nè. Cái H này không bị thế nè, H này cũng vậy, H này cũng vậy nè. Còn cái nào thế thì mình thế bằng CL vô, mình đổi chỗ vậy thôi. Mình thế chỗ vậy thôi. Rồi cái anh H này đi ra về bên CL này thì có 2, cho nên là nó còn 1 nữa. Thì hai đứa nó mới gặp nhau, nó liên kết lại với nhau tại anh H CL. Thì đây là cái cách mà cái alken nó thế, tham gia vẫn thế. Thì cái anh này là đơn giản nhất đúng không? Tiếp theo là mình sang cái C2. C2 thì nó thế như thế nào thì mình cũng biết cái công thức cấu tạo ra. Vì khi mà mấy con viết cái chương trình đó mà mình viết cái công thức cấu tạo thì mình mới nhìn thấy là cái cách mà nó phản ứng như thế nào ha, cách nó phản ứng như thế nào thì mình phải biểu diễn với dạng công thức cấu tạo mới thấy được ha. Rồi bây giờ mình qua cái C2 thì mình có là C2 CnH2N+2 thì C2 là C2H6. C2H6 thì mình có công thức cấu tạo là có 2C. Rồi một cái liên kết đơn ở đây đúng không, tại vì alken là toàn liên kết đơn không ạ. Vậy là H này là H3, H này là H3. Rồi khi mình cho phản ứng thế với clo với ánh sáng có tán đó, cái này mình ghi ánh sáng có tán luôn nha, ánh sáng có tán. Thì mình sẽ thế vô bên nào cũng được đúng không mấy con? Tại nhìn nè, hai này giống như trang nhau, thế bên đây cũng được, thế bên đây cũng được. Vậy chúng ta thế bên trái thì ví dụ thế bên trái đi ha. Thì còn CH3 là còn lại CH2 thôi, đã thế 1H rồi. Vậy CL mình gắn vô là CL viết liền cũng được. Rồi liên kết đơn này đâu có bị đứt đâu, mà nó bền mà. Vậy chúng ta viết lại. Rồi C bên đây không có bị thế, vậy là CH3. Thế bên thôi nha, không thế bên này ha. Mình thế 1:1, tỷ lệ 1:1 thôi. Tỷ lệ 1:1 tức là mình thế 1 CL bằng C, 1 cái H bên đây bằng 1 CL ha, thì gọi là tỷ lệ 1:1. Rồi cái tương tự vậy, H với CL nó sẽ tách ra là liên kết với nhau. Đây là thế của cái thằng C2H6. Rồi tiếp theo mình có là C3. Thì C3 là H8 đúng không? Thì lúc này là mình có đến 3C. 3C thì chúng ta có ví dụ như mặt thẳng nè, 3C liên kết đơn nè, đó, liên kết đơn. Vậy thì chúng ta điền H vô thì ở đây H3 đủ quá chỉ 4 này. H này H2 là đủ rồi nè. Rồi H này H3. Và lúc này mình nhìn thấy cái chất này nó có 2C này là tương tự nhau. Sao 2C này giống nhau và C này khác. Vậy thì ở đây nó có hai loại. Muốn biết loại gì thì chúng ta phân loại theo cái bậc ha. Anh này nè, liên kết với 1C thì nó là bậc 1, chúng ta ghi 1 là mã nè. Anh này liên kết với 1C bên trái, 1C bên phải là bậc 2, chúng ta ghi là 2 là mã. Còn anh này thì liên kết với C này thôi, vậy là nó bậc 1. Đó, chúng ta có bậc 1 và bậc 2. Đó. Như vậy khi mà thế với CL2, ánh sáng có tán, có tán. Thì chúng ta sẽ thế một cái H bên cái bậc 1 bên này, hoặc là bên đây cũng được, thì chúng ta xét cái bên trái thôi ha, tại hai đứa giống nhau. Rồi một đứa nữa là nó thế vô cái bậc 2.
Vậy thì nó có thể ra đến hai sản phẩm. Nếu là thế bậc 1 thì nó ra một sản phẩm, nếu thế bậc 2 ra một sản phẩm khác. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái sản phẩm tên chỉ mới tên ra. Sản phẩm thứ nhất, cô ví dụ như thế vô đây thì có phải là CH3 con, còn lại là CH2 thôi, thì thế 1H rồi ha. Rồi CL thế vô thì mình gắn CL vô. Rồi những cái C còn lại nó không có bị thế gì, chúng ta viết lại thôi. Rồi cộng với HCL. Được chưa? Chúng ta được một sản phẩm. Rồi tiếp theo là chúng ta thế vô cái giữa ha. Vậy thì hai cái đầu là nó giữ nguyên, chúng ta viết lại CH3. Thế vô cái giữa thôi, CH2 thì còn lại là CH. Chúng ta gắn CL vô, chúng ta viết liền này cũng được, hoặc chúng ta gạch xuống dưới viết cũng được. Rồi CH3. Rồi cộng HCL. Thì lúc này là mình gắn cái sản phẩm này. Vậy thì hai có hai con đường, như vậy thì sẽ có một con đường chính, con đường phụ. Sản phẩm chính và sản phẩm phụ. Vậy thì theo cái quy tắc, nó có quy tắc lắm để xác định sản phẩm chính, đó là chúng ta sẽ dựa vào là cái C bậc cao. C bậc cao là C này ha. Thì sản phẩm nào mà thế vô C bậc cao thì là sản phẩm chính. Thì có phải là sản phẩm dưới này là sản phẩm chính không? Còn trên là sản phẩm phụ. Sản phẩm phụ, chúng ta nghĩ là sản phẩm phụ. Đó là cái cách mình xác định sản phẩm chính phụ trong cái phản ứng thế của alkene. Rồi, mình qua cái C tiếp theo để mình hiểu hơn cái phần này ha. Đó là C4H10, đúng không? C4H10. Thì qua đến cái C4H10 thì chúng ta chỉ cần lại viết công thức cấu tạo ra. 1, 2, 3, 4. Thì đây là mặt thẳng. Rồi mặt nhánh thì các con nhớ giảm xuống còn 3 thôi, và một đứa là nhánh lại gắn ở cái giữa đó. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có hai đồng phân, chúng ta điền H vô. Rồi chúng ta điền vô xong thì chúng ta đi xác định nè, bậc anh này là bậc mấy. Anh này có phải bậc 1 không? Anh này là bậc 2. Rồi anh này là bậc trái phải là bậc 2. Anh này là có một liên kết C đôi với C đôi này là bậc 1. Vậy thì ở đây có hai loại, loại bậc 2 và loại bậc 1. Thì hai đứa này sẽ giống nhau và hai này sẽ giống nhau. Như vậy chúng ta sẽ có mấy sản phẩm. Thế vô đây là một đứa đúng không? Thế vô đây âm tính nha, tại vì giống rồi. Thế vô đây một đứa nữa là hai. Vậy thì cái chất này sẽ cho ra hai sản phẩm. Và sản phẩm chính nó sẽ là thế vào bậc 2, đúng không? Thế vô bậc 2 là bậc cao hơn. Thì đó cô sẽ nói sơ như vậy. Tức là nãy mình xem kỹ cái phần C3 thì cái này mình sẽ thấy biết cái quy tắc đó, mình xác định được sản phẩm chính phụ và bao nhiêu sản phẩm nha. Rồi tính cái thằng này thì mình điền H vô nè. Điền vô. Như vậy anh này có một C này, C này, C này, 3 C này thì giống nhau, đều là bậc 1 đúng không? Giống như trang nào luôn. Còn anh này là bậc 3. Vậy thì 3 đây thì giống nhau thì chúng ta thu được một sản phẩm này nè. Rồi cái anh này nữa, một sản phẩm nữa là 2. Rồi thế vô bậc 3 thì là sản phẩm chính, đúng không? Thế vô bậc 1 là sản phẩm phụ. Đó, chúng ta cũng thu được hai sản phẩm chính và phụ. Rồi bây giờ bước qua cái thằng cuối cùng là thằng C5. C5 thì là H12. C5 H12 thì chúng ta có mặt thẳng nha. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi mặt nhánh thì chúng ta phải bớt xuống còn 4 thôi. Cái nhánh thì gắn ở C thứ 2, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ có tiếp bớt xuống còn 3 mà thôi. Thì chúng ta sẽ có hai nhánh là dưới và trên, là đủ 5. Đó. Rồi, mình điền H vô. Mình điền H vô thì đây H3, H2, 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 dạ, H3. Vậy thì ở đây mình có bậc 1 nè. Hai đứa này bậc 1. Mình có bậc 2 ở đây. Anh này cũng bậc 2 nhưng mà anh này là anh này là khác với hai anh này nha, tại vì nó ở giữa. Tại sao nó khác thì chúng ta đánh số, chúng ta biết liền à. Số từ bên trái qua cũng được mà bên phải qua cũng được, tại vì nó mặt thẳng mà con. Thì mình ví dụ mình đánh đây số 1, đây số 2 thì đây sẽ là số 3, đây số 4 và đây số 5. Và nếu mình đánh ngược lại thì đây số 1, đây số 2, đây số 3, đây số 4 và đây số 5. Là cô đánh kiểu nào thì số 1 với số 5 nó cũng sẽ trùng với nhau, đúng không? Số 2 với số 4 cũng sẽ trùng với nhau. Nhưng mà số 3 là không có trùng với ai hết, số 3 là duy nhất. Vậy thì ở đây chúng ta có một sản phẩm thế ở đây, một sản phẩm thế ở đây và một sản phẩm thế ở đây. Tại vì ba này khác nhau mà, thì chúng ta thu được 3 sản phẩm. Đúng không? 3 sản phẩm. Rồi.
tiếp theo anh này nè, anh này thì chúng ta nhìn thấy là mình có thể đánh từ bên đây qua bên trái qua, tại vì nhánh nó nằm ở đây, mình ưu tiên đánh là từ bên đây qua thì đây là số 1, đây số 1 đúng không, đây số 2, đây số 3 và đây số 4, và mình không có đánh ngược lại được, lý do là vì nó có cái nhánh nằm ở bên đây, mình đánh ngược lại không được, có nghĩa là số 1 là duy nhất, số 2 duy nhất, số 3, số 4 cũng duy nhất luôn, không có trùng với nhau. Vậy thì ở đây mình thu được bao nhiêu sản phẩm, thì có phải là mình thu được 1, 2, 3, 4 sản phẩm. Thì thật ra hai này là giống nhau nè. Đó. Hai này mình đổi chỗ cho nhau đi, trang cũ không có thay gì thay đổi hết. Cho nên mình sẽ thu được 4 cái sản phẩm thế, được chưa? Và cái bậc cao nhất là cái bậc này thì nó sẽ là sản phẩm chính. Nằm ở C số 2. Được chưa? Rồi, cuối cùng là anh này thì anh này cái xe giữa này nó không còn hát nữa cho nên không thế được, và chúng ta có ba cái thằng này, bốn cái thằng này là giống y chang nhau, vậy thì chúng ta thu được một sản phẩm duy nhất nha. Thì bốn đứa này giống nhau thì thế một chỗ thôi, thu được một sản phẩm duy nhất. Đó là chất cuối cùng này nè. Thì đây con cũng giới thiệu mấy con cái cách gọi tên. Gọi tên thì mình gọi thằng xe 5 được rồi, thì từ xe 5 mình gọi những cái đứa kia nó đơn giản hơn. Từ xe 5 nó rất là khó nhất trong cái can mà mình học, tại vì mình học tới xe 5 thôi ha. Thì đó là xe 5 thì mình thẳng 1 2 3 4 5, thì chúng ta phải nhớ cái số mà carbon mà chính tên là gì. 5 thì nó là pen ha, pentan 5 đúng không, và cái đuôi là alkene là ane, cho nên ở đây mình thêm đem cái đuôi ane vô đó, mình là có pentan. Rồi anh này là mình đánh từ bên đi qua thì nhánh ở vị trí số 2, một cái nhánh này là nhánh 1C, mình gọi là nhánh methyl nha. 4C là butyl đó, butane đó. Methyl butane, rồi đó là cái tên của anh này. Rồi anh cuối cùng này nè, thì chúng ta đánh số bên nào cũng được, 1 2 3, mặt chính có 3C và chúng ta có tới hai cái nhánh này giống nhau, cho nên chúng ta sẽ gọi là dimethyl. 3 là mặt chính có 3C là 3 propane, đọc là dimethyl propane, alkane propane. Chúng ta gọi cái đuôi như thế là của alkane. Thì ở đây cô cũng đã ôn được cái phần quan trọng của phần alkane này, quan trọng là mấy con biết được công thức cấu tạo của từ 1 tới 5C nè. Rồi mấy con gọi tên, alkane là tương đối đơn giản vì nó không có liên kết đôi ba cho nên gọi tên cũng đơn giản. Rồi gọi tên xong thì tính chất hóa học thì cái quan trọng nhất là cũng thế. Rồi đó cái phần nội dung của môn ôn hôm nay có nhiêu đây. Xin cảm ơn các con đã lắng nghe, và hôm sau cô sẽ tiếp tục cái phần vấn cộng ha. Chào các con.